Cách kệ vào xóa dữ liệu data. Cách đầu tiên chúng ta giữ phím home để mục đích cho nó vào đa nhiệm. Rồi chúng ta sẽ chọn bên này. Chúng ta sẽ kéo về mục tải về. Mục tải về thì ta sẽ chọn ví dụ như là chọn clan. Ở đây chúng ta sẽ có biểu tượng gỡ bỏ nhưng chúng ta không gỡ, chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây rồi sẽ nó sẽ chờ nó tính. Nó sẽ tính được cái dung lượng data của chúng ta có này. Ví dụ như đây là data xóa bộ nhớ đệm. Một là trên xóa dữ liệu, hai là xóa bộ nhớ đệm. Chúng ta chọn xóa dữ liệu. Nó sẽ hỏi xác nhận lần nữa là xóa. Đấy. Đồng thời sẽ mất hết bộ nhớ đệm tất cả. Giờ chúng ta vào trò chơi sẽ là vào trò chơi như lúc mình tạo tải mới về. Cách thứ hai chúng ta không vào đây mà chúng ta sẽ vào phần cài đặt của máy. Tùy theo máy chúng ta sẽ vào cài đặt của máy. Chúng ta cài đặt vào máy thì vào mục nhiều hơn này, quản lý ứng dụng. Quản lý ứng dụng là đây chúng ta sẽ chọn vào những cái ứng dụng mà chúng ta tải. Ví dụ như cũng vào đây cho Card of Clan này. Đấy, ví dụ như lúc nãy là mình xóa hết dữ liệu rồi, giờ là không còn cái gì nữa. Đây là có hai cách để xóa dữ liệu. Chúc bạn thành công.